Chào mừng các bác đến với video của Thuốc Thú Y Minh Long. Hôm nay mình cùng các bác khám phá cách bổ cây uống cho gà con mới về để các bác có thể tham khảo. Đặc biệt, cách làm này rất thích hợp cho mùa thu và mùa đông ở miền Bắc. Việc bổ cây uống tốt giúp đảm bảo cho con gà con nó vừa ấm vừa thoáng, tránh hiện tượng gió lùa gây ra và gây vấn đề thương hàn ở trên con gà. Mình đang quay cho các bác theo chiều thẳng từ ngoài vào trong cho các bác xem đây ạ. Gà này thì vừa về được một hôm các bác nhé. Tiếp tục thì mời các bác cùng quan sát cách buộc bạt theo chiều ngang. Các bác cùng quan sát xem là có mấy lớp bạt nhé. Lớp bạt ngoài cùng mà lớp bạt màu đỏ ở hông trại đấy. Có thể kéo lên kéo xuống tùy độ thông thoáng và thời điểm nhiệt độ trong ngày. Tiếp theo lớp bạt thứ hai cùng với lớp bạt của ô úm sẽ tạo lên một cái buồng chứa gió, giúp hạn chế sức mạnh của gió lùa trực tiếp vào gà. Các bác có thể nhìn kỹ lại toàn cảnh từ trong ra ngoài. Trước ra sau, chiều ngang chiều dọc người ta buộc như thế nào, mình có thể tham khảo các bác nhé. Gì ở đây thì bóng là nó không vào bóng đâu, nó lại chạy xung quanh rồi nó biết rồi quay bạc kỳ kỹ quay này được chuẩn quá ngon như nhìn cái mê cung quay theo chuẩn của CP đấy. Đây là chú luôn quay bạc nào thì trong sáng lên là có gì và tối là huy động coi như nhân lực công luôn cũng tránh này là thì cho nhưng đây là thứ sàn đây à, đấy là đúng rồi, buộc theo phong cách như này là chữ độ làm quen thì mới biết buộc thôi. Thế người mới làm là không biết buộc đâu. Có nặng cái lúc buổi tối là kín xong đây thì đốt lửa thì báo hay là điện thì mang gà sang các ống này để cho nó nóng thì chạy mới đổ lên.